Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bàn giao Nguyễn Lê Hoàng Phương, 28 tuổi, về hành vi bắt cóc trẻ em cho Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, tổ tuần tra Cảnh sát Giao thông tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh thì nhận được tin báo về người phụ nữ bế em bé 1 tháng tuổi ngồi trên xe khách. Cảnh sát đã cho dừng xe, mời tất cả người ngồi trên xe về trụ sở tiến hành xác minh. Bước đầu, Phương khai nhận do không có khả năng sinh con nên đã lên mạng xã hội làm quen với chị Nhi trú tại tỉnh Gia Lai. Sau đó, Phương đã bắt xe từ Bà Rịa Vũng Tàu lên Gia Lai ở tại gia đình chị Nhi. Đến chiều ngày 22 tháng 3, lợi dụng lúc chị Nhi đang ngủ, Phương đã bế bé sơ sinh 1 tháng tuổi để đưa về nuôi.